Hello, bữa nay rảnh làm món mực hấp cho chồng nó ăn. Cái này mình có thịt ba rọi, nhưng bữa nay mình không có, mình có cái thịt hấp sốt. Nấm mèo, mình làm theo ý của mình nha, mình không có học hỏi anh. Shrimp tôm, mấy cọng hành, mực nè, mực ống, mực nhỏ nhỏ nè. Ok, nào mình store, mình ngâm cái này nó nở rồi nè. Giờ mình đi cắt nó ra, cắt cái gì đó, cái rễ nó ra bỏ. Mình ra mình lột tôm rồi mình băm chung với thịt. Băm thịt nè. Thường làm có mỡ mỡ ăn nó ngon. Mình có thịt này để xã mình mua để làm thịt xưa gì đó, thịt chiên để ăn cơm sườn. Mấy cái này mình làm cũng không đi chợ mua đồ mấy. Lúc nào mình chọn cái tôm nha. Chưa được.
Yes, sir. Thank you.
very honest.